Xin chào tất mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Vào Bếp Cùng Taro. Tôi là MC Tuệ Anh. Ngày hôm nay, Tuệ Anh sẽ cùng các bạn khám phá về cách làm món bánh kem nhé. Nguyên liệu của chúng ta gồm có bánh Oreo, sữa tươi, whipping cream và đường. Đầu tiên, chúng ta rã nhỏ bánh Oreo ra hoặc các bạn có thể cho vào máy xay để xay cho mịn nhé. Sau khi bánh đã mịn, các bạn đổ sữa tươi vào và bỏ vào lò vi sóng 2 phút nha. Tiếp đó, các bạn đánh bông whipping cream lên và cho đường vào. Sau khi bánh chín, các bạn bỏ bánh ra và trang trí bánh bằng whipping cream nhé. Ta-da! Vậy là chỉ cần những bước đơn giản, chúng ta đã có một chiếc bánh thật ngon rồi. Chúc các bạn thành công với công thức này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.